Quý nó trồng đại là chung 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 hồi. Tình anh em có chắc bền lâu. Cứ giả sử với những tình huống hài hước. Chị Hai mình 26 tuổi. Chị Hai có người yêu không? Ế. Đau đầu với những câu đố mẹo. Nhà tớ có nuôi một con trâu. Đầu nó hướng về phía mặt trời mọc. Nó quay trái hai vòng. Hỏi cái đuôi trâu chỉ hướng nào? Đây ngạc nhiên với những hiểu biết của các sĩ tử. Trong ba công nghệ Toyota City Sen và Honda Sensing và Eisai của Subaru. Bạn chia sẻ một cái kiến thức mà mình nghe giống như bạn nói chuyện ở một hành tinh khác luôn á. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Trạng Nguyên Nhi. Trạng Nguyên Nhi, chương trình dành cho các bạn học sinh tiểu học từ lớp 2 đến lớp 4 yêu thích khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh, ham mê đọc sách, tự tin thể hiện tài năng và đầy bản lĩnh nói lên tiếng nói của mình đã quay trở lại trên VTV3. Em tặng cho anh ấy có tên dành cho một người kiên trì. 25 trường tiểu học của mùa 2 với những thế mạnh khác nhau là những đại diện xuất sắc tới từ Cần Thơ, Nghệ An, Hà Nội và Hòa Bình. Thông qua 3 kỳ thi, thi hương, thi hội, thi đình, 50 trạng nguyên nhí xuất sắc nhất toàn quốc sẽ cùng tranh tài trận chung kết tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Trạng nguyên nhí, nơi các bạn học sinh lớp 2 hoàn toàn có thể chiến thắng được các bạn học sinh lớp 4, sẽ phát sóng vào lúc 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.